Anh chỉ thấy căng và trơn. Để thay cái lens zoom chi tiết trên người em đã rõ nét hơn. 88, 59 và 90 là căng. Đường cong của em cũng là lý do trên người anh có đường thẳng. Đam mê chụp ảnh khỏa thân tiếng Anh, người ta gọi đó là hobby. Canon 5D trên tay thì chắc anh còn cứng hơn cả Bobby. Cảm ơn em là nguồn cảm hứng để anh sáng tác cái verse này. Không biết đáp ứng cái chi, anh chỉ biết viết tặng em bài thơ này.